cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và các lực lượng chức năng chặn đứt đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ 99 bánh heroin và 1 kg ma túy đá. Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn. Đường dây này do một nhóm đối tượng người dân tộc Mông trú tại huyện Điện Biên Đông và huyện Điện Biên tổ chức, hoạt động thành đường dây khép kín để đưa ma túy từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ qua Điện Biên để mang sang nước thứ ba tiêu thụ. Đến ngày 5 tháng 12 năm 2021, nhận được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển một khối lượng ma túy lớn trên 2 xe ô tô từ huyện Điện Biên Đông sang Lào Cai để tiêu thụ. Ban chuyên án đã tổ chức chốt chặn, vây bắt các đối tượng. Trong 2 ngày liên tiếp, lực lượng phá án đã bắt giữ 3 đối tượng Lầu A Dìa, Lầu A Sò và Lầu A Dua. Các đối tượng khai nhận sau khi mua ma túy từ khu vực biên giới về Việt Nam, cất giấu hơn 35 kg ma túy đá, bao gồm 99 bánh heroin và 1 kg ma túy đá lên xe ô tô bán tải để mang sang Lào Cai tiêu thụ. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của chuyên án và ra quyết định truy nã những đối tượng còn lại.